cụ thể theo hội khoa học lịch sử việt nam đại tướng võ nguyên giáp là một trong những nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử việt nam ông cũng được đánh giá là một trong những vị tướng kiệt xuất nhất trên thế giới trong khi đó, theo chương trình phát hành tem bưu chính Việt Nam năm 2014 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2012, Bộ tem bưu chính kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ gồm một mẫu tem dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 7 tháng 5 năm 2014. Để tôn vinh tấm gương sáng ngời của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Hội khoa học lịch sử Việt Nam đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thể hiện hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bộ tem này.